chấn thương của Rory đe dọa Man City, tham vọng vô địch ngoại hạng Anh lần thứ năm liên tiếp của Man City bị thử thách khi mất trụ cột Rory trong phần còn lại của mùa giải. Rory đứt dây chằng chéo trước ở trận hòa 2-2 với Arsenal tại ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Cầu thủ hay nhất Euro 2024 gần như chắc chắn sẽ nghỉ hết mùa này. Trong hơn một năm rưỡi qua, Man City bất bại ở ngoại hạng Anh khi có Rory, nhưng thất bại tới 4 trong 11 trận vắng tiền vệ 28 tuổi. Trong 5 năm có Rory, đội bóng của Pep Guardiola đã giành 10 danh hiệu. Trong đó lập kỷ lục 4 lần vô địch ngoại hạng Anh, chấn thương của Rory đến chỉ một tuần sau khi anh than thở về việc quá tải và tiết lộ rằng các cầu thủ đang cân nhắc đình công vì lịch đấu quá dày. Từ khi đến Man City vào năm 2019, Rory đá 260 trận trên mọi đấu trường. Con số này không chỉ nhiều nhất Man City, mà còn nhiều nhất trong số các câu lạc bộ ở năm giải hàng đầu châu Âu. Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới FIFA thống kê rằng, Rodri chỉ có 22 ngày nghỉ trong cả mùa 2023 2024 mùa trước. Rodri dẫn đầu ngoài hạng Anh về số lần chạm bóng, số đường truyền thành công trên cả sân cũng như ở một phần ba cuối sân. Anh thu hồi bóng tới 136 lần ở giữa sân, tốt thứ hai tại giải, đồng thời là một trong ba người ghi từ bốn bàn trở lên ở ngoài cấm địa. Guardiola không tin Arsenal chủ định triệt hạ Rodri Anh huấn luyện viên Pep Guardiola bác bỏ quan điểm cho rằng Arsenal cố tình gây chấn thương, cho tiền vệ trụ cột Jose trong trận hòa 2-2 ở vòng năm ngoại hạng Anh. Trên sân ETH cuối tuần trước, Jose hai lần va chạm với Kai Havertz và Thomas Vazertei. Ở lần thứ hai, anh gặp chấn thương nặng và phải rời sân phút 21. Trong tình huống này, lỗi chủ yếu do tiền vệ của Man City không trụ vững và tự ngã, nên trọng tài chính Michael Oliver không xử phạt giờ TEI. Theo ESPN, Kết quả sơ bộ cho thấy Joji bị đứt dây chẳng chéo trước, và nhiều khả năng nghỉ hết mùa này. Sau trận thắng Watford 2-1 ở vòng 3 cấp liên đoàn Anh, Pep Guardiola xác nhận Joji phải phẫu thuật, nghỉ dài hạn nhưng chưa có cụ thể khung thời gian hồi phục. Khi được hỏi có nghĩ Joji là mục tiêu tấn công của Arsenal hay không, Guardiola nói, không, không một chút nào. Nhà cầm quân 53 tuổi cho biết, ông chưa nói chuyện với Joji về thuyết âm mưu, này, nhưng tin học trò có cùng suy nghĩ với ông. Guardiola cũng tiết lộ đã nhắn tin với Mikel Arteta sau trận đấu. Tôi nói với Arteta rằng họ thi đấu rất tuyệt, không có vấn đề gì cả, ông nói. Tôi ngưỡng mộ những gì họ đã làm, dù tôi không thể làm điều đó với Man City. Arteta hiểu các cầu thủ Arsenal và biết những gì cần làm. Đối thủ có thể chơi theo cách họ muốn, và việc của chúng tôi là phải ứng phó phù hợp. Theo Octa, Man City thua 11% số trận mà Jose thi đấu. Từ khi tuyển mộ tiền vệ Tây Ban Nha năm 2018, trung bình giành 2,36 điểm mỗi trận. Khi Jorgi vắng mặt, tỷ lệ thua tăng lên 24% và Man City chỉ giành 2,04 điểm mỗi trận. Guardiola thừa nhận không thể thay thế Jorgi, xem việc anh chấn thương nặng là tổn thất lớn, nhưng không phải là cái cớ của Man City trong cuộc đua vô địch. Guardiola tin tưởng vào đội ngũ hiện tại và khẳng định nhiệm vụ của ông là tìm giải pháp để Man City tiếp tục chiến thắng. Điều đó xảy ra trong bóng đá và nhiệm vụ của tôi là tìm giải pháp giúp Man City tiếp tục cạnh tranh như nhiều năm qua. Guardiola bày tỏ, Joji không thi đấu là vấn đề lớn, nhưng tôi sẽ không phàn nàn. Tôi cảm thấy tiếc cho Joji. Hãy hồi phục tốt nhất có thể, chúng tôi sẽ đợi cậu ấy." Guardiola cũng chỉ ra việc Man City vẫn thi đấu tốt khi đoạt siêu cấp châu Âu, FIFA Club World Cup, lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch ngoại hạng Anh vào chung kết cấp pha, tứ kết Champions League, dù Erling Haaland nghỉ 3 tháng và Kevin De Bruyne ngồi ngoài 5 tháng mùa trước. Pep Guardiola đừng đạo đức giả nữa được không? Man City chê Arsenal chơi bẩn thiểu, hắc ám. Họ quên mất rằng, Pep Guardiola mới là ý tổ sư hắc ám y và La Liga hay Sevilla mới là đất thánh của bóng đá thực dụng. Ở một thời điểm nào đó, môn thể thao đẹp đẽ này đã bị làm hỏng đó là khi bóng đá trở thành mối quan tâm lớn và chủ nghĩa thương mại tràn lan đã cai trị bóng đá khi đã bị chủ nghĩa thực dụng tha hóa bóng đá không bao giờ còn như cũ nữa các đội bóng huấn luyện viên và cầu thủ hiện phải đối mặt với một tình huống tiến thoái lưỡng nan về mặt đạo đức họ có nên chấp nhận khái niệm chơi tốt và xấu hay nên từ chối hoàn toàn điều này và cạnh tranh với mục tiêu duy nhất là chiến thắng đây là hai thái cực đối lập thường được chấp nhận trong lý luận của bóng đá hầu hết những người tham gia vào môn thể thao này thậm chí nhiều người theo chủ nghĩa duy tâm đều chấp nhận nhu cầu phải chiến thắng. Khi làm như vậy, họ cũng cố bóng đá như một cuộc thi đấu, đi chệch hướng một cách nguy hiểm khỏi nguồn gốc của trò chơi. Đội bóng Barca của Pep Guardiola có lẽ là một trong những câu lạc bộ được nuông chiều nhất mọi thời đại. Khả năng chiến thắng của họ gây ấn tượng, nhưng khả năng chiến thắng của họ đã khiến người hâm mộ toàn cầu, có lẽ trừ của Real Madrid, phải trầm trồ. Họ truyền bóng di chuyển và ghi bàn với sự đồng bộ không thể sai lệch. Ngày 28 tháng 4 năm 2010 khi họ tiếp Inter Milan tại Camp nou ở trận bán kết Champions League lượt về. Inter được dẫn dắt bởi Jose Mourinho và có đầy rẫy những chiến binh tiêu biểu của chủ nghĩa thực dụng. Cuộc đụng độ Inter với Barcelona là một trong những sự kết hợp tuyệt vời của bóng đá. Inter đã thắng 3-1 ở lượt đi nhưng có một cảm giác không thể tránh khỏi về việc Barca sẽ lội ngược dòng vì được chơi trên sân nhà với đủ Lionel Messi, Andres Iniesta và Xavi. Gần 30 phút trôi qua và tỷ số vẫn là 0-0. Sau đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Thiago Mota của Inter cố gắng che bóng khỏi Sergio Busquets, giờ cánh tay phải lên, bàn tay anh chạm vào mặt tiền vệ của Barca, Busquets ngã xuống và Xavi xuất hiện, ngay lập tức tham khảo ý kiến trọng tài Frank Blacker. Mota bị đuổi bằng một thẻ đỏ trực tiếp. Busquets, người đã ngã xuống vừa nhanh vừa khéo đã nhìn qua kẻ tay cảnh đối thủ bị đuổi khỏi sân. Rất xảo trá. Trong bóng đá, kết quả là một kẻ mạo danh, Savi đã từng tuyên bố. Nhưng trong đêm đen tối đó, hành động của Savi là phi thể thao. Cứu cánh biện minh cho phương tiện và ba ca có lợi thế hơn người, họ muốn giành chiến thắng cho dù có phải giở trò bẩn thiểu. Về mặt chiến thuật, nhiều huấn luyện viên và cầu thủ muốn chơi thứ bóng đá đẹp và họ đã thành công với nó. Nhưng trong trường hợp của Savi, động lực vẫn là giành chiến thắng trong từng khoảnh khắc riêng lẻ của trận đấu. Một cú vung tay, một lời phàn nàn tác động từ ngôi sao đức cao vọng trọng và thẻ đỏ xuất hiện, trọng tài chưa phải là người máy. Họ là con người và họ được đưa vào sân bóng để bị thao túng. Cũng giống như Busquets và Xavi đã thao túng Franke Blacker, các cầu thủ vẫn cố thao túng trọng tài hàng tuần để giành được lợi thế. Đội đá hay có cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu, nhưng đội thao túng được trọng tài chắc chắn sẽ giành chiến thắng, có một áp lực tâm lý rất lớn đối với trọng tài, một cá nhân tội nghiệp. Cô Lập, trong một trận bóng đá, áp lực từ đám đông la ó, áp lực từ một huấn luyện viên tức giận, áp lực từ những cầu thủ, áp lực từ những luật lệ mà họ được kỳ vọng sẽ tuân thủ theo từng chữ. Hơn nữa, những nỗ lực để hiểu hoặc giúp đỡ họ là rất hiếm. Trở lại câu chuyện Man City chê Arsenal chơi bẩn thiểu, hát ám. Họ quên mất rằng, Pep Guardiola mới là tổ sư hắc ám y và La Liga hay Sevilla mới là đất thánh của bóng đá thực dụng. Còn người anh quá non nớt với trò ăn vạ, thậm chí là nạn nhân ưa thích của tiểu xảo, ví dụ như tấm thẻ đỏ của David Beckham tại World Cup 1998. Bóng đá anh là nơi sản sinh ra pha vào bóng hung hãn về mặt thể chất. Thế nên, họ không mấy khi lăn ra ăn vạ và cực ghét thói ngã ăn vạ. Cho dù có va chạm hay không, cho dù quyết định giành được thông qua kỹ năng hay sự lừa dối thì khái niệm ăn vạ mà không bị va chạm vật lý trực tiếp đều bị coi thường lionel messi đã chiếm được trái tim của người hâm mộ trên toàn thế giới không chỉ vì sự nhiệt tình như trẻ thơ và thiên tài chơi bóng của mình mà còn vì sự sẵn sàng chịu đựng những pha phạm lỗi của đối thủ với tốc độ và khả năng kiểm soát chặt chẽ của mình anh có thể kiếm một quả đá phạt hoặc một quả phạt đền nhưng messi đã không chọn con đường này thay vì trở thành kẻ xấu bằng cách tìm kiếm lỗi ăn vạ Messi cho phép đối phương phạm lỗi một cách tự nhiên và Bằng cách đó, anh đảm bảo một loạt các chiến thắng về mặt đạo đức Đối thủ trở thành kẻ bắt nạt và Messi đảm nhận vai trò cứu tinh của trò chơi đẹp Một người giải phóng sân cỏ Tuy nhiên, những người như Messi ngày càng ít Bởi bóng đá đã bị tha hóa từ rất lâu rồi Cú lừa, ở EZO 2024, ai trả lại công bằng cho người Đức Người Đức đã kiên trì trong hành trình đòi công bằng cho Mansap hơn hai tháng sau khi Euro 2024 kết thúc, họ đã nhận được câu trả lời thỏa đáng từ UEFA. Nhưng được vạ thì mà đã xưng, nỗi đau của người Đức sẽ phải bù đắp bằng cách nào? Trong cuộc họp vừa mới kết thúc, Ủy ban trọng tài UEFA thừa nhận rằng, dưới sự tiếp tay của trọng tài phòng va, Suat Erdwell, trọng tài chính Anthony Taylor đã phạm sai lầm không thể tha thứ. Trong quá trình điều khiển trận tứ kết EZO 2024 giữa chủ nhà Đức với đội tuyển Tây Ban Nha, chúng tôi rất lấy làm tiếc, đó là tình huống mà đáng ra đội chủ nhà phải được hưởng phạt đền. Báo Rele vo trích dẫn lời của người phát ngôn của Ủy ban trọng tài UEFA. Khoảnh khắc gây tranh cãi nhất của trận tứ kết EZO 2024 diễn ra trong hiệp phụ, vài phút trước khi tiền vệ Mikel Merino ghi bản ấn định thắng lợi 2-1 cho đội bóng xứ sở bò tót. Từ cú sút trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của Zaman Musiala, hậu vệ maku Kurele bên phía đội tuyển Tây Ban Nha đã để bóng chạm tay trong vòng cấm địa của đội nhà. Đó là tình huống mà mắt thường cũng quan sát thấy, các cầu thủ Đức lập tức vây quanh ông tay lo để đòi được hưởng một quả phạt đền. Nhưng đã không có penalty dành cho đội tuyển Đức. Trọng tài va, ớt cũng đồng lõa, với ông tay lo, khi không đưa ra bất kỳ ý kiến can thiệp nào. Theo giải thích của tổ trọng tài lúc đó, Cucurella không cố ý, tuyển thủ Tây Ban Nha đã tìm cách khép tay lại sát thân mình theo cách nhanh, nhất có thể, sự bảo thủ của ông Taylor đã khiến Man sát lỡ cơ hội vượt lên dẫn bàn. Nếu không đội đã có thể giành vé vào bán kết, và sau đó đăng quang ở EZO 2024 có thể sẽ là thầy trò huấn luyện viên Julian Nagelsmann, chứ không phải đội bóng xứ sở bò tót. Phát ngôn viên của Ủy ban trọng tài UEFA nhấn mạnh, hành vi chạm tay, vào bóng khiến cú sút chúng đích phải bị xử phạt nghiêm khắc hơn và, trong hầu hết các trường hợp, phải thổi phạt đền trừ khi cánh tay của hậu vệ rất gần cơ thể hoặc chạm vào cơ thể. Theo ông này, trong tình huống ở trận tứ kết Ezo 2024, tay trái của cu đã cản hướng đi của trái bóng, làm lệch quỹ đạo. Đặc biệt, cánh tay của hậu vệ đang khoác áo câu lạc bộ Chelsea đang vung khá xa, khiến cơ thể anh to ngang một cách bất thường. UEFA đã sửa sai, bằng cách thừa nhận sự thiếu chính xác của tổ trọng tài trong trận tứ kết Ezo 2024, nhưng kết quả là không thể thay đổi. Tây Ban Nha vẫn bảo toàn chiến thắng 2-1 trước chủ nhà và vẫn là nhà vô địch châu Âu. Những tuyên bố của ủy ban trọng tài UEFA chỉ càng khoét sâu thêm nỗi đau của người Đức và thổi bùng lên làn sóng phẫn nộ. Những gì xảy ra ở Stuttgart hôm đó rõ ràng là một cú lừa. Công tác trọng tài của UEFA thực sự có vấn đề. Dù công nghệ va trọng tài video đã được áp dụng để giảm thiểu những sai sót, gần 24 giờ đồng hồ đã trôi qua. Kể từ sau khi Ủy ban trọng tài UEFA thừa nhận sai lầm ở trận tứ kết EZO 2024, thủ phạm, chính vẫn chưa lên tiếng. Trọng tài người Anh tay lo hoàn toàn phớt ăn lê, trước sự công kích của giới truyền thông và từ chối mọi câu hỏi, mà các phóng viên thể thao dồn dập gửi đến ông. Điều này càng khiến người Đức càng tức sôi máu. Hắn ta đáng bị nguyền rủa và phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Nhưng có vẻ như sẽ chẳng ai làm điều đó để đòi lại công bằng cho chúng tôi huyền thoại bóng đá Đức Lo Tha Má Thao Than Thở trong một buổi bình luận trực tiếp, trả lời phỏng sau khi sự việc được làm rõ, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức Julian Nagelsmann cho biết, tôi không nặng nề đến mức xem sự cố đó là một cú lừa. Trong bóng đá, chúng ta không thể đòi hỏi sự công bằng tuyệt đối, nhưng tôi nghĩ rằng UEFA cần phải có giải pháp để những chuyện như vậy không tiếp tục tái diễn. Điểm nhấn Eriksson, mu ra quân thất vọng tại cúp C2, kết quả Europa League, mu vs Stoen. Thầy trò Eric Ten Hag đã mất điểm cay đắng trước Toen trên sân nhà, thuộc khuôn khổ vòng đấu thứ nhất Cúp C2 2024/25. Dạng sáng ngày 26 tháng 9 giờ Việt Nam, Manchester United có cuộc tiếp đón Toen trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên vòng bảng Europa League 2024/25. Dù được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà, thầy trò huấn luyện viên Eric Ten Hag đã gặp không ít khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công sắc bén của đội bóng Hà Lan. Trận đấu khởi đầu với tốc độ trung bình, khi cả hai đội thăm dò đối thủ và giữ bóng cẩn thận. Manchester United dần tạo ra những cơ hội nguy hiểm, nhưng những đường truyền của Marcus Rashford và Dio Gordelac chưa đủ sắc bén để làm khó hàng phòng ngự toen. Phải đến phút thứ 35, quỷ đỏ mới có được bàn mở tỷ số. Sau một pha lộn xộn trong vòng cấm, Christian Eriksen đã chấp thời cơ dứt điểm bồi đưa bóng vào góc cao khung thành, giúp Mu vươn lên dẫn trước một 0 Trong phần còn lại của hiệp 1, Toen nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng chưa thể tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm. Mu duy chỉ lợi thế 1-0 sau 45 phút đầu tiên. Sang hiệp 2, Toen chơi bùng nổ hơn và liên tục gây sức ép lên hàng thủ của Mu. Phút 68, từ một sai lầm chết người của Tritian Ericsson khi để mất bóng giữa sân, Sam Mers đã tận dụng thành công cơ hội, dễ dàng đưa bóng vào lưới ở cự ly gần giúp toen gỡ hòa 1-1. Một một. Những phút cuối trận, Manchester United đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng quyết định. Tuy nhiên, các cú sút của Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho và Diogo Godelat đều không vượt qua được hàng phòng ngự và thủ thành Lasuner Stone của Toen. Trong đó, pha bóng đáng chú ý nhất đến từ phút 89 khi Diogo Godelat tung cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bị hậu vệ đối phương cản phá. Kết thúc trận đấu, Manchester United chấp nhận một trận hòa đáng thất vọng trước Toen, đánh mất cơ hội giành chiến thắng dù đã có lợi thế từ hiệp 1. 904, hết giờ. Mù hòa thất vọng trước Toen. 89 phút, Dio Goddard Manchester United tung cú sút từ một vị trí rất thuận lợi bên ngoài vòng cấm, nhưng bóng đã bị một hậu vệ dũng cảm cản phá. 84 phút, Alejandro Garnacho, Manchester United tung cú sút từ rìa vòng cấm, nhưng anh không tiếp bóng tốt và đưa bóng bay vọt xà nhiều mét. 81 phút, Bruno Fernandes, Manchester United tung cú sút về phía khung thành từ rìa ở vòng cấm, nhưng bóng bay chạch cột dọc bên trái trong gang tắc. 76 phút, Joshua Zizzi Manchester United xâm nhập vào vòng cấm và cố gắng hạ gục Lasuner Stone bằng một cú sút chéo góc vào bên trái khung thành, nhưng thủ môn đã phản xạ kịp thời và thực hiện một pha cứu thua xuất sắc. 73 phút, Mitchell Van Bergen Toen thực hiện một quả tạt từ cánh vào vòng cấm, nhưng không tìm được mục tiêu vì cú tạt thiếu chính xác. 68 phút, vào. Một sai lầm từ Ericsson khi để mất bóng giữa sân đã tạo cơ hội cho Sam Lammers, Toen, người đang rình dập gần đó. Anh bình tĩnh đưa bóng vào lưới từ cự ly gần. Tỷ số được cân bằng 1-1. 64 phút, Christian Ericsson Manchester United thực hiện quả phạt góc nhưng không tìm thấy đồng đội nào bóng đã bị phá ra an toàn một cách dễ dàng. 53 phút, Harry Maguire, Manchester United nhanh chóng lao vào đón bóng lỏng trong vòng cấm. Anh lập tức tung cú sút về phía bên trái khung thành, nhưng Lasuner Stone đã cảnh giác và dễ dàng cản phá. 49 phút, Michel Vlatoen tạt bóng vào vòng cấm, nhưng bóng không đến, được chân đồng đội khi hàng phòng ngự đối phương đã kịp thời ngăn chặn mối nguy hiểm. 46 phút, trọng tài thổi còi ra hiệu bắt đầu hiệp 2 bốn hết hiệp 1, mu tạm dẫn trước toen trên sân nhà. 40 phút, Bruno Fernandes, Manchester United cố gắng thực hiện một quả tạt để tìm đồng đội, nhưng một hậu vệ đối phương đã can thiệp và ngăn chặn mối nguy hiểm. 35 phút, vào. Sviti Eriksen, Manchester United, tung cú sút bồi đưa bóng vào góc cao bên phải sau khi bóng bật ra trong vòng cấm. Tỷ số là một không cho quỷ đỏ. 31 phút, Manu Nu Manchester United thực hiện một đường chọc khe nhưng lại đẩy bóng quá mạnh. 22 phút, Marcus Rashford, Manchester United tìm thấy khoảng trống và thực hiện một đường truyền bổng, nhưng anh tỏ ra thất vọng khi không có đồng đội nào kịp kết nối với đường bóng đó. 17 phút, Marcus Rashford, Manchester United thực hiện một đường truyền sệt tuyệt vời vào vòng cấm, nơi Joshua Zizzi đã sẵn sàng chờ bóng. Anh cố gắng đi bóng qua hàng phòng ngự, nhưng một hậu vệ đã xuất sắc cướp bóng từ chân anh. 15 phút, Dio Godelat Manchester United tạt bóng vào vòng cấm, nhưng một cầu thủ phòng ngự đã kịp thời ngăn chặn mối nguy hiểm. 11 phút, Marcus Rashford Manchester United, chuyển bóng vào vòng cấm nhưng đối phương đã kịp phá ra. 8 phút, Sam Lammers nhận đường chuyển chính xác trong vòng cấm và tung cú sút, nhưng bóng đi chạch cột dọc bên trái một chút. 3 phút các cầu thủ Manchester United trao đổi những đường chuyền ngắn với nhau, chờ thời điểm thích hợp để vượt qua hàng phòng ngự của đối phương. Một phút, trận đấu bắt đầu. Pen sẽ là người giao bóng. Đội hình ra sân Mu vs Manchester United, Onana 24, Masraoui 3, Maguire 5, Martinez 6, Delat 20, Ugarte 25, Dai 16, Fernandes 8, Eriksen 14, Rashford 10, Zidane 11, Toen, Unerson 1 Salah S. 34, Bruns 38, Hughes 2, Van Roy 28 Vlap 18, Regia 8 Van Bergen 7, Lammers 10, Van Wern, Swinker 9, STEIGN 14.